Ba nhà nhà của ba chồng trăm e cũng thương mẹ tính hết trơn á. Châu cha kể ra hồi trưa nay đi ăn cơm niêu mới kể mới thấy cái chiếc đũa nại cơm niêu ngô mà e cái chiếc đũa te nại cơm niêu bay lớn nè, một găng tay là nó dẹp dẹp rồi nè. Sao mẹ tính vô bàn nào mà quý vị khán giả biết mẹ tính hỏi sao không? Chắc cha trên Gia Le, trên Ngân Khê người ta ăn đũa bự dữ vậy nè, mô phải. Mọi người đây là đũa ăn cơm của mình đúng không? Còn cái mà để nại cơm niêu á quý vị là cái đầu nó dẹp dẹp vậy nè, cái đầu nó dẹp dẹp nó ngán cửa này, mà cái đầu trên này nó bự nó dẹp dẹp để là ta nại cái cơm niêu bông trái ra ăn. Mẹ tính vô cầm he cái miếng nó lên, mẹ tính kêu buồn phật ở trên ăn khi người ta ăn cái đũa gì mà nó bự dữ vậy trời. Mà tưởng he nam quý vị, mẹ tính như này ra đâu. Mẹ ơi, đi lấy chồng về rồi mà không lay không vô luôn đó, mô phật. Gã con sang rồi là bỏ luôn mà. À, mẹ tính nó đang làm kìa. Đó, chồng về mà mẹ tính làm gì qua đây không biết nữa. Mẹ làm gì mẹ?
đáng là chuồng bò, mẹ tính hơn đáng là chuồng bò quý vị. Đó, châu cha đi về. Đó, nhà cửa bữa nay trở lại bình thường rồi nè quý vị. Đó, nhà cửa này trở lại bình thường rồi, bây giờ chỉ còn là đóng cái tấm hình cưới lên nữa. Đóng cái tấm hình cưới lên đây nữa là xong. Quay cho đủ đi. Chưa đủ. Gì vậy? Gì mà nhăn nhăn gì con? Trời ơi, bà cháu nhớ gì mà phải nhớ sao á. Mẹ đi nữa nha. Sao nào? Trời ơi, bà cháu thương mẹ thương nha. Đã nha. Nhớ mẹ quá tròn. Trời ơi, mẹ đi lấy chồng chỉ có hai đứa con nhớ mẹ thôi chứ mẹ nhớ mẹ hết trơn á. Quá buồn rồi. Trời ơi, mẹ bữa giờ hai anh em ở nhà chắc ăn bậy nhiều lắm ha. Mệt quá nè. Trời, cha nhớ gì mà nhớ tao tối coi hình coi clip lẹ quá trời mà. Ừ. Anh Hè nấu ăn quý vị, anh Hè ở nhà là phụ trách nấu ăn. Chuyến này em vô em mở quán cơm niêu. Biết tin hết chưa? Em quyết định mở quán cơm niêu. Thưa quý vị là sắp tới trong định kinh doanh thêm quán cơm niêu quý vị. Quán cơm niêu hương vị miền Trung rất là ngon, anh He Trâm nấu cũng rất là ngon. Trâm cho anh He Trâm đi học xong rồi về mở một cái quán cơm niêu. Tại vì Trâm đi ăn rất là nhiều quán cơm niêu rồi và có người thân trong gia đình đó làm cơm niêu ngon quá, cho nên là Trâm quyết định là sẽ mở chi nhánh ở Sài Gòn để cho anh hai chị hai quản lý luôn. Tại vì anh hai không biết nấu ăn, ông đây là nấu ăn rất là ngon. Bà vô duyên quá. Quán cơm niêu là thuê nhân viên làm chứ bà làm nè, bà bằng mại quán cơm niêu ngon. Hồi xíu đưa đồ ăn cho nè. Đồ ăn cái nấu gì đấy mà nó không, nhưng mà là ý là cái hương vị á, cái quan trọng là cái hương vị á, nấu thì đúng là kiểu miền Trung á, ngon lắm. Trâm làm quán cơm niêu, Trâm tìm mặt bằng, Trâm mở quán cơm niêu. Trâm thích làm lắm, thích làm mà kinh doanh, thích buôn bán thích này kia lắm quý vị. Anh He về là bây giờ anh He này làm đồ ăn để đón cô ba về nè. Chị anh He, chị He vô nè đấy. Nè coi chừng nó cháy nha nè. Sao mà nổ cá thắt lát rồi. Chùm cha, đồ ăn của đám cưới bữa cộng này cho sập trơn rồi đó. Cho hết rồi, tại vì mọi người biết không, dư nhiều lắm. Tại vì khách người ta đâu có đi nhiều đâu, hạn chế mà Covid mà, cho nên là đâu có đi nhiều đâu. Tính ra dư phải quá trời bàn luôn, dư nhiều lắm. Đám cưới là Trâm là mình không có tính tới cái chuyện mà lỗ hay gì, nhưng mà thật sự là lỗ nạn luôn. Là tại vì người ta không có đi nhiều, mình hạn chế hết luôn. Châu cha con ghé gã đi lấy chồng xong rồi là không cần biết con ghé là em nữa. Con về là mình còn chứ không biết con đáng đi đinh, phải không con? Phải gì mới đi có he ngày mà hổ khỏe không nữa. Trời ơi. Ý là đi nó giữ cho mày đáng cái đinh vô. Đi he ngày nay rồi ở nhà vừa ta dọn, tới dọn về bắt rồi mà. Tới là dọn hết rạp hết chiếc rồi không? Vừa báo dọn hôm qua con. Má hôm nay chứ? Sáng vô dọn nè. Sáng mới dọn 10 thừa con. Bây giờ qua. Đến hồi kêu anh He treo tấm hình của con lên nữa chứ. Để treo lên chứ con, treo chỗ nào nói chị treo. Quên nói anh treo. Bạn đầm này rộng vậy có người ta đủ thừa kêu con có bầu nữa. Thì có không được bà. Có bầu đâu có. Đâu cho có bầu chứ xô đâu con. Vậy chứ. Nào bữa về ó nhiều lắm á mẹ. Vô thò ó bọc bà cũng bị ó. Bọc bà treo nói nè. Ó tùm lum mấy rồi. Về đâu với ấu gì đi ngồi ấu á. Nằm về luôn hả? Nằm về lại ngủ luôn đó mà, còn tệ hơn mãi nữa mà. Chứ bác ba ông nhậu quá, ông uống quá trời uống mờ. Ông tiếp khách mờ. Mẹ về mẹ ấu không? Nó mày xuống đất mày ấu đi. Về nhà nó mày hay sẵn luôn. Trời ơi, bữa nay cũng mặc cái hả? Ừ, cũng mặc. Nhưng mà mẹ thấy không, mình may mắn á. Đúng rồi. Mình là đám cưới sang hết rồi, bây giờ là mình may mắn rồi đó. Không là mà. Đó mình quý khán giả thấy không? Là tuy là bữa đám cưới của Trâm không có trọn vẹn, dư đồ ăn rất là nhiều, dư bàn rất là nhiều. Là tại vì Covid mình người ta cũng không dám đi mà mình cũng hạn chế khách mời. Quá ở trảng cũng dư không? Dư nhiều chứ mẹ, mình hạn chế hết mà. Thấy là mình hạn chế thấy không? À đúng rồi. Mình hạn chế khách mời là mình quỷ rất là nhiều luôn, cho nên là bữa dư ở đây dư nhiều bà mẹ ha. Bữa này cũng dư luôn. Dư hết. Tại vì sao? Tại vì mình đâu có mời. Bắt đầu mình mời như vậy nhưng mà sao là mình hủy hết. Mình hủy bớt.
Bữa đó dư là dư rất là nhiều luôn. Dư cậu mà thấy mà thấy dư chục bàn á. Trăm nhà trăm dư chục bàn. Dư nhiều lắm. Bữa đó là giảm bớt cả trăm khách hoặc cả trăm hai trăm khách. Thôi kệ nó giải đi cũng được đi mà nó cả thấy gì dư đồ ăn chứ mà nói chung là nó cũng cải tiền nó không có thừa đó, cái khán giả nó không có dám đi. Nó thừa nó trong nó thừa cũng đúng thôi. Đúng rồi, với là một phần là mình cũng giảm bớt nữa, mình cũng gọi điện cho từng người mình nói thông cảm. Cho nên là cũng đỡ được một phần. Nhưng mà đồ ăn dư của ông Thiệu Yến sau bữa đó gia đình ăn cũng không trả đây nè. Đồ dư đồ ăn mà mày tính để dư mà hai ngày trời rồi mà vẫn còn này mua phạt. Cho mà mẹ tính cho hết rồi, mày cho nhiều lắm không? Cô cho số này mày cho hết luôn mà. Trời, số không cần rồi. Trời, mày tính cho hết luôn. Đây là khỏe rồi không? Đây là sang số đó là khỏe rồi không? Mày lo rồi mày mừng. Anh thấy gì con mắm nữa. Sao vậy? Anh đem gì đi? À đúng rồi, con đem từ đây về nó xí. Quyết định là mở quán cơm niêu coi, mắm chân rồi cá kho rồi nè. Cái mắm chân nó làm gì á? Mắm chân này ngon. Chủ yếu là có cái mắm nó tao làm ra. Mắm chân này nè, em muốn làm cơm niêu. Mẹ, mẹ biết sao không? Con định mở quán cơm niêu trong Sài Gòn á. Để cho ông sĩ đúng không? Đúng rồi, con mở ra đi. Nhưng mà cái là anh sĩ là anh anh nấu xong rồi anh chỉ cho người ta làm. Còn ổng là ổng quản lý tao, ổng quản lý tao không làm nó được. Nhưng mà ý là ổng là phải nêm nếm. Đúng rồi. Nhưng mà phải đi hại. Chỗ này là người ta chạy cho luôn. Chỗ này là chú trong người trong nhà. Người này là người trong nhà, chú trong nhà ổng thương. Ổng nói kêu muốn làm thì nói chú lên chú học chú cho chú dạy cho. Chú chỉ cho làm. Rồi nguyên liệu này kia là chú cho nhập cho hết luôn. Chị hiểu không? Có nghĩa là chỉnh là chỉ là chị từ đầu cuối luôn á. À, thì chú không nhiệt tình đi lại đâu, chưa con muốn hỏi rồi, cho nên chú nó ok và quyết định xong luôn rồi, không trọng lấy cũng được. Vậy đó là anh lấy tầng 2 tầng gì cũng được. Lấy chỉ tầng 2 làm được hết. Không, vô Sài Gòn luôn. À con, chú nó vô Sài Gòn luôn. Đúng rồi, ông phải chơi với chú luôn. Chú luôn nhà mà. Chú luôn nhà mà, con thấy ok. Đây thì ba tháng cũng hợp lý, lòng ngon lắm. Ban đầu, thưa quý vị là Trâm định là mở spa. Nhưng mọi người biết còn tình hình dịch như thế này. Ai biết, ba biết gì nấu nữa. Nhưng mà Trâm này muốn mở quán ăn này nọ. Tại vì có anh hai, chị hai trong nhà nè. Là anh hai là nấu đồ ăn rất là ngon. Hồi trước cũng mở quán cơm ở Đà Nẵng rồi. Mà do bùng dịch này kia lắm, không có mở được nữa, phải dẹp đó. Cho nên là bây giờ là mở trong Sài Gòn đi. Gần anh, gần em rồi. Đưa con kéo rồi vô trả hết mẹ mà. Mà phải lo làm. Phải lo làm nha. Chứ bữa coi cái clip khác miếu gì mà các bạn xấu chi mà xấu. Chị Bèo cũng mới khác mà. Thương quá, thương em, thương là khác cái hết con mà. Ai giờ đây nè, thưa quý vị là ở trên nhà chồng nói là khi mà lên nhà chồng xong 3 ngày xong là mình phải hồi gái mà. Đây nè, thì đây là quà của trên, cho nhà trên gửi xuống với mẹ. Bánh này là bánh gọi là bánh ít. Thì cái này con cũng không biết nữa, nhưng mà nhà chồng gửi xuống 100 bánh để mà gửi cho mấy người mà bưng đi họ á, là mỗi người mình bỏ vô trong là chục bánh này sao không biết nữa, nhưng mà nhà trai rất là chu đáo. Ở nhà trai rất là chu đáo rồi, đặt bánh này, bánh ít này ngon lắm. Vậy nè mẹ. Nhưng mà ý là hồi ghé là phải vậy nè. Đúng rồi. Thì ở đây anh với chị mẫu chỗ nó mẫu kiểu về dày, chứ còn có chỗ thì cái này cái kia. Vậy hả? Ừ, ở trên đó là hồi ở trên đó là ba kêu là cái này là hồi bánh nè. Với này ba chồng con kêu là gửi lời hỏi thăm mẹ tính. Với này bắt ba nó hỏi thăm mọi người, kêu cảm ơn mọi người bữa giờ nhiệt tình quá. Thì ba chồng con là rất là quý mẹ. Ba nhà của ba chồng Trâm e cũng thương mẹ tính hết trơn á. Chú cha kể ra hồi trưa nay đi ăn cơm niêu mới kể mới thấy cái chiếc đũa. Thấy cái chiếc đũa nại cơm niêu ngô mà. Ê, cái chiếc đũa te, lại con niêu bay lớn nè. Một gan tay, nó dẹp dẹp rồi nè. Xong mẹ tính vô bàn nào mà. Quý vị khán giả biết mẹ tính hỏi sao không? Chắc cha trên Gia Le, trên Ngân Khê. Trên Ngân Khê người ta ăn đũa bự dữ vậy nè. Mô phải. Mọi người đây là đũa ăn cơm của mình đúng không? Còn cái mà để nại con niêu á quý vị là cái đầu nó dẹp dẹp vậy nè. Cái đầu nó dẹp dẹp nó ngán cửa này. Mà cái đầu trên nó bự nó dẹp dẹp để là ta nại cái cung niêu con trái ra ăn. Mẹ tính vô cầm he cái miếng nó lên, mẹ tính kêu buồn phật ở trên ăn khen người ta ăn cái đũa gì mà nó bự dữ vậy trời. Nó quê gì mà quê tao mà. Sang rồi cái là mọi người mới phân tích trong đó. Cái này là cái đồ nại. Nhà chồng Trâm mới kêu là trời mẹ tính tội thiệt thà, dễ thương. Thương mẹ tính lắm.
Mẹ tính cũng cảm ơn qua mẹ chồng của con với lại mấy chị, nói chung là mẹ thấy cũng thương mẹ. Mẹ cũng là thằng gì cảm ơn hết chị anh luôn về ba mẹ cô ở đây nha. Dạ. Thì mẹ cảm ơn. Thì mấy chị đồ cũng vui lắm mà về nhắc mẹ tính biết không? Kêu bà tạo gì mà tạo cho cô vô nó kêu hai cái rửa kêu. Mà nhiều cây tạ mẹ tính mong biết thiệt. Mẹ thương nữa, mẹ thương cũng nói chứ tại vì mẹ thương là ở tới ngày hôm sau mới về. Mẹ thương kêu bả ba thiệt tình ba tạo lắm rồi. Bây giờ bả nói kêu cái đũa đó là cái đũa ăn cơm mà tôi ngồi tôi cười miết tao mà thấy ba nhiệt tình ba tạo. Đó tại vì mẹ thương nói là mẹ tính nó là không có đi ra ngoài đời nhiều, không có tiếp xúc mà chỉ biết ở nhà với quê cháu con rồi bò rồi lúa miết tao chứ đâu có đi đây đi đó đâu mà tiếp xúc nhiều này kia. Mẹ thương là bà cũng thương mẹ tính dữ lắm á. Bà kêu bà tạo nhiệt tình biểu rồi. Mẹ thương nhắn nhủ mẹ là kêu mẹ là giờ đã con ghé đi đâu bớt làm lẹ, ở nhà làm YouTube. Cảm ơn mẹ thương con. Không mẹ thương cũng nói mẹ chứ mà bây giờ thì để được từ mẹ tính. Từ mẹ ấy chứ từ từ thì mẹ lo cũng mẹ cũng lo. Đây là mẹ tính sẵn rồi mà từ từ tính gì nữa. Giờ nhà làm YouTube bớt đi, bớt làm lúa đi mẹ, tao không nói thiệt á. Qua nào mẹ thấy gì nữa, gần 80 ấy rồi, cứ 80. Gần 80 ngồi được sắp chu cha. Ô mẹ tính biết sao không, nhờ cái đám cưới của con mà. À đúng rồi, nhờ đám cưới con ghé mà. Nhờ con đám cưới con ghé mà, quý khán giả ủng hộ người ta. Đăng ký quá trời luôn, mọi người tiếp tục ủng hộ mẹ tính để mẹ tính được nút bạc nha. Mẹ tính nói là được nút bạc là mẹ tính ngưng không có làm ruộng nhiều nữa. Đó, làm một ít tao, làm một nửa tao, làm đủ ăn tao chứ không có làm để mà bán nữa. À, mẹ hứa nghe chưa, gần được rút bạc rồi, mẹ còn 20 ngàn nữa thôi. Tu cha con không tin luôn á. Bữa giờ cái đám cưới về mà lên sức quá trời luôn, lên 10 mấy ngàn rồi. Lên hơn 15 ngàn anh. Bữa nay lên 16 ngàn rồi, tu cha. Mà nói kiếm biết bao nhiêu mới được 16 ngàn sức đó mà. Cũng nhờ quý khán giả thương hai mẹ con, thương gia đình mình, trong là cũng thương mẹ, cũng cần cù tầm tổ, cũng nuôi tụi con. Thì giờ quý khán giả cũng thấy tình mẹ con, quý khán giả cũng thương, mẹ tính cảm ơn quý khán giả. Trước nhất là đầu tiên là cảm ơn quý khán giả đó, chứ nói hay mấy con gà không đăng ký là cháy thôi. Đúng không con? Bây giờ trong lại cầu cho được 100 ngàn là mẹ khỏi đi làm ruộng nữa mà. À, thôi mẹ chào quý khán giả luôn đi nè. Mẹ tính chào quý khán giả nghe, ủng hộ kênh mẹ tính chào ghế Hồ Bách Trâm. Đăng ký cho mẹ tính, chắc là mẹ tính vô Sài Gòn kiếm ghế để nhà hàng nữa chắc được luôn. Nhớ giờ đi nha. Trâm mà để nhà hàng là mẹ tính đi, thiệt sự là mọi người là ngày 22 tháng 5 này là Trâm cưới trong Sài Gòn. Nhưng mà hiện giờ là Trâm đã đưa ra thông báo là hoãn rồi. Tại vì giờ tình hình dịch bệnh nó đang rất là nghiêm trọng. Đó, cho nên là mình phải chờ khi nào mà nó bớt dịch đi xong rồi mình mới tổ chức được. Cho nên bây giờ là hoãn rồi, hoãn trong Sài Gòn rồi. Cho nên là khi nào mình làm ở trong Sài Gòn là mẹ tính sẽ vô. Đó, mẹ tính vô mấy ngày mẹ tính chơi. Bò nghe là gửi cho cái số ông chồng nữa. Để dẫn tụi Bi đi, lúc đó tụi Bi nghỉ hè rồi. Rồi xong, xin chào quý khán giả, hẹn mẹ quý vị khán giả trong các clip sau. Và đặc biệt là gọi hẹn mẹ tính trong Sài Gòn nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà, tiếp tục đăng ký ủng hộ Trâm và mẹ tính nha. Wow. Đây, bánh vợ chồng anh xui gảo xuống cho mẹ tính và máy bóp. À, mẹ tính cũng cảm ơn anh chị xui ở đẩy với mấy chị chồng của con, anh chồng con đó, quý mấy mẹ tính. Mẹ tính gửi lời tỉnh cảm ơn giùm mẹ, nghe con? Dạ rồi. Chào.